kinh địa tại Bồ Tát Bổn Nguyện. Hòa Thượng tuyên hóa giảng Phật. Quyển Thượng, băng số 7 tiếp theo. Vậy bất luận là nam nữ, mán mường, mọi dọ, già trẻ sang hèn, hoặc rồng hoặc thần, hoặc trời hoặc quỷ, hễ gây tội ác thì chiêu cảm lấy nghiệp, tất cả đồng chịu như nhau. Nếu họ phạm tội ác thì nghiệp báo cảm vời mà họ phải nhận lãnh đều giống nhau, nên gọi là vô gián. Năm là nếu bị đọa vào địa ngục này thì từ khi mới vào cho đến 100.000 kiếp, mỗi ngày mỗi đêm đều muôn lần chết đi, muôn lần sống lại. Tội nhân ở đây hễ chết thì liền bị ngọn gió xảo phong thổi tới làm cho sống lại. Sống lại thì tiếp tục thọ tội, bị hành hình tới chết. Chết rồi thì lại gặp gió xảo phong thổi cho sống trở lại nữa, nên nói là vạn tử vạn sanh. Muôn lần chết đi, muôn lần sống lại. Cầu xin tạm ngừng trong chừng một niệm cũng không được. Các tội nhân trong ngục này chỉ cầu mong có một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi được tạm ngưng thọ khổ, nhưng chẳng bao giờ có được. Phải thế nào thì sự khổ ở đó mới đình chỉ? Trừ khi nghiệp tội tiêu hết mới được thọ sanh. Chỉ khi nào nghiệp chướng tiêu tan thì tội nhân mới có thể thọ sanh nơi khác. Vì cứ liên miên như thế nên gọi là vô gián. Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thánh Mẫu, tức Ma Gia Phu Nhân rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián là như thế. Nếu nói rộng thêm về tên của những khí cụ hành tội cùng những sự khổ sở trong địa ngục đó thì suốt một kiếp cũng không nói hết được. Nếu kể ra thật tỉ mỉ như gây tội gì thì phải chịu quả báo gì, liệt kê đầy đủ tên của từng hình cụ cùng khí trượng và tất cả những sự thọ khổ địa ngục vô gián, thì dù có nói dòng dã trọn một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Ma Gia Phu Nhân nghe xong buồn rầu, chắp tay đảnh lễ mà lui ra. Sau khi nghe Địa Tạng Viên Bồ Tát nói xong, thân mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vô cùng áo não. Bà hướng về phía Bồ Tát mà cúi đầu đảnh lễ rồi lui vào trong. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiền Thích. Quyển Thượng, phẩm thứ tư, nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù. Cõi Diêm Phù tức là cõi Nam Diêm Phù Đề này của chúng ta, chúng sanh tức là hết thảy mọi loài có sinh ra. Nghiệp là nghiệp nhân do mình tạo tác, cảm là chiêu cảm vời ra. Vậy gây nghiệp gì thì thọ báo đó, trồng thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo, đó gọi là nghiệp cảm. Kinh văn, lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con nhờ nương sức oai thần của Đức Phật Như Lai nên chia được thân hình này đến khắp 100.000 vạn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thì chẳng thể biến hóa được như thế. Con nay lại được Đức Phật phó chúc, từ nay cho đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, phải làm cho chúng sanh trong lục đạo đều được độ thoát. Con xin vâng, bậc Đức Thế Tôn xin Ngài chớ lo âu. Lược giảng, lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con nhờ sức oai thần của Đức Phật Như Lai, Đại Bồ Tát Địa Tạng không hề đề cao chính mình, tôi có đại thần thông, có đại trí huệ, có tài biện luận vô ngại, mà Ngài chỉ nói là nhờ vào oai đức và sức thần thông của Phật nên chia được thân hình này đến khắp 100.000 vạn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo, giáo hóa những kẻ còn khởi hoặc đang tạo nghiệp thọ báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thì chẳng thể biến hóa được như thế. Chính nhờ có sự trợ lực đại từ đại bi của Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát mới có được cả 100.000 vạn ức hóa thân để chia nhau đi giáo hóa chúng sanh. Đó quả là một sức biến hóa vô cùng lớn lao. Thế nào gọi là biến? Biến là hỗ tương thay đổi. Còn hóa là gì? Đương không bỗng thành có, trước kia vốn chẳng có, nay bỗng nhiên lại có, gọi là hóa. Con nay lại được Đức Phật phó chúc,
từ nay cho đến khi Ngài A-dật-đa thành Phật. A-dật-đa nghĩa là gì? Quý vị có biết đó là tên của ai không? Quý vị không biết A-dật-đa là ai, thế quý vị có từng nghe đến tên Di Lặc chưa? Chính thế, A-dật-đa chính là Di Lặc Bồ-Tát. Di Lặc là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô năng thắng, ý nói rằng Ngài có thể thắng tất cả, vượt hơn tất cả, không ai có thể hơn Ngài được. Vô năng thắng, vô nghĩa là không, năng là khả năng, thắng là thắng lợi. Quý vị xem, mấy chữ vô năng thắng này, ý vị biết bao, không ai có thể thắng được Ngài. Bởi suốt ngày Ngài lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, không hề cau có tức giận. Nhờ đó Ngài có được trí huệ, có trí huệ là hơn hết, là thắng tất cả, nên gọi là vô năng thắng. Ngoài ra, A-dật-đa còn được dịch là từ thị, từ là từ bi, thị nghĩa là họ. Đức Phật đã dặn dò Địa Tạng Vương Bồ Tát là kể từ lúc bấy giờ cho đến khi Di Lặc Bồ Tát thành Phật, Ngài Địa Tạng phải làm cho chúng sanh trong lục đạo, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la đều được độ thoát. Và Địa Tạng Bồ Tát hứa với Phật rằng, con xin vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo âu, nay con vâng nhận lời phó chúc của Phật, nguyện hết lòng gánh vác công việc này, xin Đức Thế Tôn đừng bận tâm lo nghĩ nữa. Kinh văn, bấy giờ, Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, những chúng sanh chưa được giải thoát thì tánh thức không định, quen làm điều ác thì kết thành nghiệp, quen làm điều thiện thì kết thành quả, làm thiện làm ác đều theo cảnh mà sanh, luân chuyển trong ngũ đạo, chẳng tạm ngừng ngớt, trải qua trần kiếp mê hoặc chướng ngại, như cá bơi trong lưới theo dòng nước chảy, tạm thoát ra được rồi lại mắc vào lưới, vì những kẻ đó mà ta phải lo nghĩ. Đời trước ông đã phát nguyện nhiều kiếp lập trọng thệ quảng độ những kẻ có tội, thì ta còn lo gì nữa? Lược giảng, bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, những chúng sanh chưa được giải thoát vẫn còn luẩn quẩn trong vòng luân hồi thì tánh thức không định. Tánh và tri thức của các chúng sanh đó đều không nhất định. Chẳng hạn, có người ban đầu muốn học Phật Pháp nhưng học chưa được bao lâu thì lại đổi ý, thay đổi tông chỉ, đó là do tánh thức không định vậy. Quen làm điều ác thì kết thành nghiệp, quen làm điều thiện thì kết thành quả. Do vì tánh thức không nhất định, các chúng sanh ấy hễ quen thói xấu ác thì sẽ tạo ra nhiều nghiệp tội, còn nếu biết làm việc thiện thì trong tương lai sẽ có được những kết quả tốt lành. Làm thiện, làm ác đều theo cảnh mà sanh. Thế nào gọi là theo cảnh mà sanh? Thí dụ quý vị được gặp bạn tốt, thường giảng Phật Pháp cho quý vị nghe và hướng dẫn quý vị làm các việc từ thiện. Quý vị chăm chú lắng nghe và làm theo, và thế là quý vị làm được thiện sự. Thế nhưng nếu quý vị gặp nhầm bạn xấu, rủ rê quý vị vào con đường rượu chè cờ bạc, chơi bời lêu lỏng, xa đọa trụy lạc, và vì nghe mãi cũng bùi tai nên quý vị siêu lòng đi theo, thì rồi quý vị cũng trở thành hư đốn như họ vậy. Tương tự như thế, nếu quý vị ở gần người có tánh cần kiệm thì lâu dần quý vị cũng sẽ tiêm nhiễm thói quen cần kiệm. Còn nếu sống gần kẻ lười biếng thì lâu dần, cho dù quý vị vốn là người rất siêng năng chăm chỉ, song đến khi gặp phải vua lười thì quý vị cũng bị cảnh giới làm cho lay chuyển mà trở thành người lười biếng. Đó gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu quý vị ở gần lọ mực đen như đang chăm chú viết lách chẳng hạn, thì thế nào tay cũng bị dính mực, tự lúc nào mà mình chẳng hay chẳng biết. Ví dụ có màu vải trắng, quý vị đem nhuộm màu cà phê thì thành màu cà phê, nhúng vào thuốc nhuộm màu vàng thì thành vải màu vàng, và nói theo bản kinh này thì đó chính là làm thiện làm ác đều theo cảnh mà sanh vậy. Lại nữa, cho dù quý vị vốn không biết uống rượu, chẳng hề dùng ma túy, nhưng hàng ngày lại giao du với người thích uống rượu, hoặc gần gũi những người nghiện xì ke ma túy, thì dần dần quý vị cũng trở thành giống như họ, nghiện rượu, nghiện thuốc lúc nào không hay. Đó là bởi quý vị kết giao nhầm bạn xấu mà ra. Cho nên quý vị cần phải đặc biệt lưu ý và phải hết sức thận trọng trong việc kết bạn. Ngoài ra, bởi chúng ta thường hay lắng nghe lời khuyến cáo của bạn bè, cho nên trước hết mọi người cần phải biết chọn bạn mà chơi,
phải phân biệt được bạn tốt và bạn xấu. Đối với những người bạn tốt, thân thiện thì quý vị nên tin tưởng. Còn đối với bạn xấu thì bất luận họ nói điều gì quý vị cũng chớ nên tin. Luân chuyển trong ngũ đạo chẳng tạm ngừng ngớt. Những chúng sanh tánh thức không định ấy cứ phải luẩn quẩn mãi trong năm nẻo đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người, chẳng bao giờ được ngơi nghỉ dù chỉ là tạm thời. Trải qua trần kiếp mê hoặc chướng nạn, suốt trong số kiếp nhiều như bụi trần, các chúng sanh đó phải sống trong cảnh u mê tăm tối, sai lầm, rối loạn, nghiệp chướng bủa vây, như cá bơi trong lưới trong dòng nước chảy, tạm thoát ra được rồi lại mắc vào lưới. Đến đây, Đức Phật nêu lên một tỷ dụ vô cùng xác đáng. Phật ví các chúng sanh chưa được giải thoát thì giống như con cá đang quẫy mình vùng vẫy trong lưới vậy. Có thể cá chỉ tạm thời bị mắc lưới rồi chốc lát lại thoát ra được, xong thoát ra chưa được bao lâu thì lại bị vướng vào lưới của người đánh cá lần nữa. Về những kẻ đó mà ta phải lo nghĩ. Ta rất buồn rầu khi nghĩ đến những chúng sanh đáng thương đó. Quý vị xem, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lo lắng e rằng chúng ta không thoát ra khỏi tấm lưới đánh cá được. Ở đây, tấm lưới đánh cá dụ cho sự việc cực kỳ nguy hiểm, khiến ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải lấy làm lo nghĩ. Tuy nhiên, quý vị chớ vội lo âu, chỉ cần chúng ta nhất tâm tinh tấn, chăm chỉ tu học Phật Pháp thì rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Đời trước, ông đã phát nguyện nhiều kiếp lập trọng thệ quảng độ những kẻ có tội thì ta còn lo gì nữa. Ở đây chữ ông là chỉ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng từ bao kiếp lâu xa về trước cho đến nay, ông đều lập thệ nguyện trọng đại, phát tâm rộng lớn độ thoát tất cả những chúng sanh tội khổ. Thế nên ta không còn gì để bận tâm nữa cả. Ta rất yên tâm, tốt lắm, ông hãy cứ thử thế mà làm. Kinh văn nói đến đây, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiệu là Định Tự Tại Vương, bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Bồ Tát Địa Tạng đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cúi mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát: lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Lược giảng, nói đến đây, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiệu là Định Tự Tại Vương. Bồ Tát Định Tự Tại Vương là một vị đại Bồ Tát. Ngài nhờ tu định mà chứng đắc được sự an nhiên tự tại. Ngài chẳng những đạt được sự tự tại mà còn là vua về tự tại nữa. Như vậy, sau khi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói những lời như thế xong, Đại Bồ Tát Định Tự Tại Vương bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Bồ Tát Địa Tạng đã phát thệ nguyện gì? Trong mỗi kiếp Ngài đã lập những lời nguyện như thế nào mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cúi mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Nguyện vọng duy nhất của con là được nghe Đức Thế Tôn vì con mà nói sơ qua về việc đó. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Này Định Tự Tại Vương, lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà phân giải rõ ràng. Bây giờ ta sẽ vì ông mà giảng nói, vậy ông hãy chú ý lắng nghe và suy gẫm cặn kẽ những lời ta nói. Kinh văn: Vào thuở quá khứ, vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha bất khả thuyết kiếp về trước. Lúc đó có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật này thọ 60000 kiếp. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể lại rằng, vào thuở quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha bất khả thuyết về kiếp về trước. A Tăng Kỳ và Na Do Tha là những số mục rất lớn, nhiều đến vô lượng vô biên. Vậy, vô lượng vô số kiếp chẳng thể kể xiết về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn.
có ba loại trí huệ gọi là tam trí, đó là thứ nhất nhất thiết trí, thứ hai đạo chủng trí, thứ ba nhất thiết chủng trí. Ở đây thứ nhất thiết trí, cái trí hiểu biết tất cả mà Đức Phật này thành tựu được thì bao hàm cả hai thứ trí huệ kia. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật. Có lần có một cư sĩ hỏi tôi, Như Lai Phật và A Di Đà Phật có khác nhau chăng? Thật ra tất cả chư Phật đều được tôn xưng là Như Lai, A Di Đà Như Lai, Thích Ca Như Lai, Dược Sư Như Lai, chứ không phải chỉ riêng một tôn Phật nào mà thôi. Phật có 10 danh hiệu gọi là thập hiệu. Thế nào gọi là hiệu? Chúng ta mỗi người đều có tên tục, rồi còn có tên hiệu nữa. Thông thường thì các bậc tôn trưởng và thân thuộc gọi chúng ta bằng tên tục, còn hầu hết những người ngang hàng không quen biết lắm thì gọi chúng ta bằng tên hiệu. Thế thì hiệu là gì? Tiếng gầm thét giận dữ của cọp hoặc tiếng giống của sư tử gọi là hiệu. Hiệu là thanh văn ư ngoại, tức là tiếng nghe ở ngoài. Bởi do có tiếng tâm lớn khiến mọi người đều nghe danh biết tiếng nên gọi là hiệu, và cũng gọi là biệt hiệu. Chữ hiệu còn có nghĩa là gào thét la lớn. Thứ nhất, danh hiệu thứ nhất là Như Lai. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật và được gọi là phẩm đồng tiên đức hiệu. Mô phỏng, học theo gương của những người có đức hạnh thuở trước. Như là như vô phương sở, không có định hướng, không có một nơi chốn cố định đặc biệt. Lai là lai cảm như hiện, do sự cảm ứng đạo giao đến mà hiện ra, đó gọi là Như Lai. Hai chữ Như Lai này còn hàm ý lai vô sở tùng, như vô sở khứ, không có chỗ đến cũng chẳng có chỗ đi. Bởi vô sở lai, vô sở khứ nên gọi là Như Lai. Lại nữa, Như là đạo lý bổn giác, lai là trí huệ thủy giác. Bởi lý bổn giác khế hợp với trí thủy giác cho nên gọi là Như Lai. Trên đây là ý nghĩa đại cương của từ ngữ Như Lai. Danh hiệu thứ hai, ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời và người. Loài người ở nhân gian và chư thiên ở cõi trời đều nên cúng dường Phật. Ứng cúng có danh hiệu là kham vi phước điền hiệu. Bởi Phật có khả năng làm dụng phước cho trời và người, có hai loại phước điển, đó là tự lợi và lợi tha. Tự lợi tức là tự mình nhiên chân đoạn hoặc, tự nghiên cứu chân lý và dứt bỏ mọi nghi hoặc, làm lợi ích cho chính bản thân mình. Một khi quý vị đã hiểu thông suốt rồi, lại có thể đi giáo hóa tha nhân, khiến mọi người đều lãnh hội được chân lý và đoạn trừ được nghi hoặc, thì đó chính là lợi tha vậy. Danh hiệu thứ ba, chánh biến chi. Chánh biến chi có nghĩa là vô sở bất chi, vô sở bất hiểu, không chỗ nào mà không chẳng biết, không chỗ nào mà chẳng thông hiểu. Ở đây chánh là để phân biệt với bất chánh của ngoại đạo, và biến là để phân biệt với bất biến của nhị thừa. Hai nhị thừa chứng tới đạo lý thiên lệch về tánh không, chưa đạt được biến, cho nên đây là điểm bất đồng đối với nhị thừa. Chi tức là biết, là điểm bất đồng so với hạng phàm phu. Phàm phu thì bất chi, tức là không biết, còn bậc chánh biến chi thì vô sở bất chi, chẳng có gì mà không biết. Chánh biến chi có danh hiệu là biến chi pháp giới hiệu. Thế nào gọi là biến chi pháp giới hiệu? Trong kinh Lăng Nghiêm có chép, tùng trực, cức khứ, học bạch ô huyền, giai liễu nguyên do. Tùng trực tức là cây tùng thì thân cây thẳng đứng, cức khúc tức là cây kinh cức, loại cây có gai thì leo quanh mọc thành từng bụi. Học bạch tức là ngỗng trời thì có lông màu trắng, và ô huyền tức là quạ thì có lông màu đen. Các tính cách này đều có nguyên do, mà sự tích vốn như thế nào thì Phật đều biết rõ cả. Thậm chí ở ngoài cõi tam thiên đại thiên thế giới, mưa rơi bao nhiêu hạt Phật cũng biết rõ, bởi Phật là vô sở bất chi, chẳng có chỗ không biết, nên mới đạt được danh hiệu này, biến chi pháp giới hiệu. Danh hiệu thứ tư, minh hạnh túc. Minh là minh bạch, rõ ràng, hạnh là tu hành, minh cũng chính là trí huệ, tu hành tức là phước. Phước huệ song túc,
phước được tròn đầy, huệ được viên mãn, đó cũng chính là minh hạnh túc vậy. Chữ minh này lại có thể giải thích là tam minh. Tam minh là gồm những gì? Đó là thiên nhãn minh, tức là có được thiên nhãn thông, túc mạng minh, biết rõ tất cả chuyện đời trước, và lậu tận thông, đạt được sự vô lậu, không còn phiền não lậu hoặc. Minh hạnh túc cũng có một danh hiệu đặc biệt gọi là quả hiển nhân đức hiệu. Tại quả vị, Đức Phật hiển lộ thị hiện đức hạnh mà Ngài đã từng tu tập khi còn ở nhân địa. Danh hiệu thứ năm, thiện thệ thế gian dài. Thiện có nghĩa là tốt lành, chữ thệ ở đây đồng nghĩa với chữ vãng và có nghĩa là ra đi. Thiện thệ thế gian dài có danh hiệu là diệu vãng bồ đề hiệu. Vì sao gọi là diệu vãng? Đức Phật đến mười phương quốc độ của chư Phật một cách tốt lành và khéo dùng quyền xảo phương tiện để giáo hóa chúng sinh nên được gọi là diệu vãng bồ đề hiệu. Danh hiệu thứ sáu, vô thượng sĩ. Đây cũng là một trong mười tôn hiệu của Phật. Vì sao gọi là vô thượng sĩ? Tức là bậc không ai hơn được. Đức Phật đã đoạn trừ mọi lậu hoặc, không còn kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc nữa. Bởi mọi thứ hoặc đều đã dứt sạch nên gọi là vô thượng sĩ. Vô thượng sĩ cũng có một danh hiệu riêng, đó là thông ngụy đạt chân hiệu. Đức Phật biết rõ nội thân cùng ngoại cảnh, thầy đều hư ngụy, giả tạm, duy chỉ có Phật thừa là chân thật, nên gọi là thông ngụy đạt chân hiệu. Danh hiệu thứ bảy, điều ngự trượng phu. Điều là điều hòa, ngự là ngự xa, tức là đánh xe. Thời xưa người ta dùng ngựa để kéo xe thì cần phải có người làm ngự xa, tức là cầm roi điều khiển ngựa. Còn ở thời đại này thì lái xe hơi cũng có thể gọi là ngự xa vậy. Điều ngự trượng phu ở đây là điều ngự cái gì? Đó là điều ngự chúng sanh trong sáu đường, khiến cho họ đạt được Phật quả Bồ Đề, chứng được quả vị Phật. Vì thế, đây là một bậc đại trượng phu vĩ đại nhất, có khả năng điều khiển và dẫn dắt chúng sanh, đưa chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử, vượt thoát sáu nẻo luân hồi. Điều ngự trượng phu cũng có một danh hiệu gọi là nhiếp hóa tùng đạo hiệu, nghĩa là hóa độ chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều y theo con đường tu đạo chân chánh mà tu hành. Danh hiệu thứ tám, thiên nhân sư. Đức Phật là sư biểu, là bậc thầy của trời và người, là tấm gương của tam giới. Thiên nhân sư cũng có một danh hiệu gọi là ứng cơ thuyết pháp hiệu, nghĩa là ứng theo căn cơ trình độ và nhân duyên của chúng sanh mà thuyết pháp. Danh hiệu thứ chín, Phật. Phật là tên gọi tắt từ chữ Phật Đà ra của tiếng Phạn, bởi người Trung Hoa thích đơn giản nên chỉ gọi là Phật. Phật cũng có một tên hiệu gọi là tam giác viên minh hiệu. Tam giác là ba loại giác ngộ, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Bởi tam giác viên vạn đức bị, ba giác trọn vẹn, muôn đức đủ đầy cho nên được thành Phật. Danh hiệu thứ 10, Thế Tôn. Bất luận là tại thế gian hay xuất thế gian, Phật đều được tôn thờ, kính trọng nên gọi là Thế Tôn. Thế Tôn cũng có một danh hiệu đặc biệt gọi là tam giới độc tôn hiệu. Tam giới tức là ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Độc tôn có nghĩa là chỉ có Phật mới là bậc tôn quý nhất. Do đó, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa giáng sanh ở cõi thế, thì liền một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói rằng, thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời, dưới trời chỉ có ta, Phật là tôn quý. Ngoài ra, từ ngữ Thế Tôn còn bao hàm sáu nghĩa. Thứ nhất, tự tại, Phật là bậc tự tại nhất. Thứ hai, xí thạnh, tức là lớn mạnh, rừng rực như lửa. Thứ ba, đoan nghiêm, tức là vừa đoan chánh vừa trang nghiêm. Thứ tư, danh xưng phổ văn, tức là khắp nơi đều nghe danh, ai ai cũng được nghe được biết đến danh xưng của Phật. Thứ năm, kiết tường, tức là tốt lành, mau mắn. Thứ sáu là bậc tôn quý. Trên đây là phần giải thích đại cương 10 tôn hiệu của Phật. Vậy, trong vô lượng vô biên kiếp về trước, có một vị Phật xuất thế, danh hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai, và Đức Phật này thọ 6 vạn kiếp. Kinh văn.
Khi chưa xuất gia, ngài là vua một nước nhỏ và kết bạn với vua của một nước lân cận, rồi cùng nhau thực hành thập thiện, yêu ích chúng sanh. Nhân dân trong nước lân cận đó đa số tạo nhiều việc ác, hai vua bèn bàn tính quảng thiết phương tiện. Một vua phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật đạo để độ hết những kẻ ấy, không sót một ai. Một vua thì nguyện, như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho họ được an vui, cho đến đắc quả Bồ Đề thì tôi nguyện chưa thành Phật. Đức Phật bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng, vị vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất thiết, chí thành tựu Như Lai. Còn vị vua phát nguyện vĩnh viễn cứu độ chúng sanh tội khổ, chưa chịu thành Phật đó chính là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp, khi chưa xuất gia, ngài Đức Phật nhất thiết chí thành tựu Như Lai là vua một nước nhỏ và kết bạn với vua của một nước lân cận, rồi cùng nhau thực hành thập thiện nhiêu ích chúng sanh. Mọi người cùng nhau tu tập 10 thứ thiện nghiệp, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không tham lam, không sân hận, không si mê, không nói lời ác, không nói gian dối, không nói thêu dệt và không nói đâm thọc để mưu cầu lợi ích cho chúng sanh. Nhân dân trong nước lân cận đó đa số tạo nhiều việc ác, hai vua bèn bàn tính quảng thiết phương tiện. Trong nước lân cận đó, hầu hết dân chúng đều quen làm điều ác, vì thế, hai vị vua nọ phải cùng nhau bàn bạc tìm cách cứu giúp những người dân ấy. Một vua phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật đạo. Vị vua này muốn chóng được thành Phật để làm gì? Để độ hết những kẻ ấy không sót một ai. Tôi nguyện sẽ khiến cho tất cả các chúng sanh làm điều ác đều được độ thoát, quyết chẳng bỏ sót một người nào. Một vua thì nguyện, nếu tôi chẳng độ được những kẻ tội khổ, làm cho họ được an vui, thì cho đến đắc quả Bồ Đề, chứng thành Phật đạo, thì tôi nguyện chưa thành Phật. Tôi nhất định phải độ xong tất cả các chúng sanh này thì mới thành Phật. Nếu còn một chúng sanh duy nhất chưa thành Phật, thì tôi vẫn chưa thể thành Phật được. Đức Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, vị vua phát nguyện sớm thành Phật ấy chính là đức nhất thiết, chí thành tựu Như Lai. Còn vị vua phát nguyện vĩnh viễn cứu độ chúng sanh tội khổ chưa chịu thành Phật đó. Nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật thì ông ta chưa chịu thành Phật, chính là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Và đó cũng chính là thệ nguyện mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng lập trong đời quá khứ. Kinh văn, lại trong đời quá khứ, vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời tượng Pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân đi tuần tự giáo hóa, vị La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục thiết bày vật thực chúng cúng dường. Vị La Hán bèn hỏi, ngươi muốn cầu điều chi? Quang Mục thưa rằng, ngày thân mẫu con mất, con có làm việc phước thiện, hầu cứu vớt bà, song chưa rõ thân mẫu con thác sanh về đâu. Vị La Hán cảm thương bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quang Mục bị đọa vào đường ác vô cùng khổ sở. Vị La Hán hỏi Quang Mục rằng, thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải ở trong đường ác chịu cực khổ như thế? Quang Mục thưa rằng, tánh thân mẫu con chỉ thích ăn cá, ba ba, cùng trứng và con của các loài ấy, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn. Nếu tính đến số sanh mạng đó thì đến hơn nghìn muôn. Thưa tôn giả Từ Mẫn, con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân con? Vị La Hán xót thương bèn lập phương tiện khuyên Quang Mục rằng, ngươi phải chí thành niệm đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng thì kẻ con cùng người mất đều được phước báo. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể tiếp, lại trong đời quá khứ, vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai này có thọ mạng lâu dài đến 40 kiếp, và sau khi ngài nhập Niết Bàn, trong thời tượng Pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh, giúp chúng sanh vun trồng cội phước. Nhân đi tuần tự giáo hóa, vị La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục
thiết bày vật thực cúng dường. Sau khi thọ nhận các thức ăn chay do quang mục cúng dường, vị La Hán bèn hỏi: Ngươi muốn cầu điều chi? Ngươi đã cúng dường cho ta, thế ngươi có việc gì muốn cầu xin ở ta chăng? Ngươi muốn được những lợi lạc gì nào? Quang mục thưa rằng: Ngày thân mẫu con mất, con có làm việc phước thiện hầu cứu vớt bà, song chưa rõ thân mẫu con phát sanh về đâu. Vào ngày mẹ con qua đời, con có làm những việc phước thiện và hồi hướng công đức cho mẹ con, mong rằng mẹ con nhờ đó mà được cứu độ. Nay con chỉ muốn biết một điều, chẳng hay mẹ con hiện đang đầu thai vào chốn nào, đường nào, cõi giới nào. Vị La Hán cảm thương bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quang Mục bị đọa vào đường ác vô cùng khổ sở. Sau khi ngồi thiền, nhập định quán xét và trông thấy bà mẹ của Quang Mục bị đọa lạc vào đường ác, chịu vô vàn khổ sở, vị La Hán gọi Quang Mục rằng: Thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải ở trong đường ác chịu cực khổ như thế? Mẹ của ngươi khi còn sống đã làm những việc gì để đến nỗi bây giờ phải đọa địa ngục chịu tội báo cực kỳ thống khổ như thế? Quang Mục thưa rằng: Tánh thân mẫu con chỉ thích ăn cá, ba ba, cùng trứng và con của các loài ấy, hoặc chiên, hoặc nấu, tha hồ mà ăn. Khi còn sống, bà mẹ của Quang Mục rất thích ăn cá và ba ba, tức là một loại rùa nhỏ. Không những thế, bà còn ăn rất nhiều trứng và con của chúng nữa. Lớp thì đem chiên, lớp thì luộc nấu. Bà ta chỉ biết ăn cho thỏa thích, không kiêng dè gì cả. Có món ấy là bà cắm cúi ăn ngay, quên hết mọi thứ trên đời, kể cả sanh mạng. Nếu tính đến số sanh mạng đó thì đến hơn nghìn muôn. Thưa tôn giả Từ Mẫn, con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân con? Quang Mục nói tiếp: Tính ra thì thân mẫu con đã ăn cả trăm ngàn vạn ức sanh mạng của loài cá và ba ba. Thế nên, tôn giả ơi, xin ngài hãy rũ lòng từ bi thương xót mẫu thân con, mà bảo cho con biết phải làm những gì để cứu giúp người. Vị La Hán xót thương bèn lập phương tiện, khuyên Quang Mục rằng: Ngươi phải chí thành niệm Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Bấy giờ, sau khi nghe Quang Mục nói xong, vị La Hán động lòng từ bi, bèn tùy nghi bày cho Quang Mục phương trước để cứu mẹ. Ngài dạy rằng: Nếu ngươi có thể đem lòng thành khẩn thiết tha xưng niệm Nam Mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắc hình tượng của Đức Phật này, thì kẻ còn cùng người mất đều được phước báo. Như thế, chẳng những thân mẫu ngươi mà ngay cả chính bản thân ngươi cũng được sự lợi ích. Bất luận là người còn sống hay kẻ đã qua đời, tất cả đều được lợi lạc. Kinh văn: Quang Mục nghe xong liền từ bỏ những thứ yêu thích, rồi tô vẽ tượng Phật để thờ cúng, và lại đem lòng cung kính, khóc thương chiêm lễ. Bỗng đến giữa khuya thì mộng thấy thân Phật sắc vàng sáng chói như núi Tu Di, phóng ánh sáng lớn mà bảo với Quang Mục rằng: Chẳng bao lâu nữa thân mẫu ngươi sẽ sanh vào nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói. Sau đó, người nữ tỳ trong nhà sanh một bé trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Đứa bé đó buồn khóc mà nói với Quang Mục rằng: Nghiệp duyên sanh tử, quả báo tự thọ, tôi là mẹ của người lâu nay ở chốn tối tăm. Từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục, nhờ phước lực của người nên mới được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm thọ mạng ngắn ngủi, đến năm 13 tuổi lại phải đọa vào ác đạo, người có phương kế gì khiến tôi được thoát miễn chăng? Lược giảng, Quang Mục nghe xong liền từ bỏ những thứ yêu thích. Sau khi nghe vị La Hán dạy là phải cung kính cúng dường Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, Quang Mục bèn xả bỏ và đem bán tất cả những đồ vật mà mình hằng yêu chuộng, tương tự như thánh nữ bà La Môn trong phẩm trước. Quang Mục cũng đem bố thí hoặc bán đi những đồ vật quý giá nhất, những thứ mà mình không đành từ bỏ nhất, rồi tô vẽ tượng Phật để thờ cúng. Sau đó, Quang Mục dùng giấy hoặc các loại hàng gấm, nhiễu, tơ lụa để vẽ tượng Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, rồi lại sắm sửa hoa quả, nhang đèn cùng đồ ăn thức uống, y phục mền chiếu và mang đến cúng dường tượng vẽ của Đức Phật đó, và lại đem lòng cung kính khóc thương chiêm lễ, vì biết thân mẫu mình đã bị đọa vào đường ác
phải chịu các nỗi thống khổ của chốn ác đạo. Quang Mục xót xa sầu thảm, cứ thành khẩn ngắm nhìn tượng Phật, rồi chốc chốc lại cung kính cúi đầu đảnh lễ. Bỗng đến giữa khuya thì mộng thấy thân Phật sắc vàng sáng chói như núi Tu Di. Ngay hôm đó vào lúc đã quá nửa đêm, Quang Mục bỗng nhiên mộng thấy Đức Phật hiện thân, hào quang tỏa rạng. Thật ra cảnh giới này chỉ giống như nằm mộng thôi, chứ không phải là mộng thực sự. Sở dĩ như thế là vì Quang Mục thành khẩn đến cực điểm nên mới có được cảnh giới cảm ứng đạo giao, tức là từ trong nhà mà trông thấy được thân Phật sáng chói. Tuy nhiên, vì nếu nói rằng Quang Mục trông thấy thân Phật thì e có vẻ kỳ quái quá, cho nên trong kinh chép là mộng thấy. Vậy, bây giờ Quang Mục trông thấy Đức Phật thanh tịnh liên hoa mục, thân hình cao lớn tựa núi Tu Di, sắc vàng rực rỡ, phóng ánh sáng lớn mà bảo với Quang Mục rằng chẳng bao lâu nữa, thân mẫu ngươi sẽ sanh vào nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói. Đức Phật đó báo cho Quang Mục biết rằng bà mẹ của cô ta sắp được đầu thai vào nhà của cô, và đứa bé ấy có đặc điểm là sau khi chào đời vừa mới cảm giác được sự đói khát ấm lạnh là nó có thể nói chuyện được rồi, vì vậy cô ta hãy chờ xem. Sau đó người nữ tề trong nhà sanh một bé trai. Những kẻ đi làm công cho người ta thì đàn ông gọi là nô, còn đàn bà gọi là tề. Nô tề là hạng đầy tớ thấp hèn, phải chịu sự sai khiến của chủ. Chủ bảo đâu nghe đó, sai chi làm đấy. Bấy giờ, chẳng bao lâu sau thì quả nhiên trong nhà của Quang Mục có người nữ tề sanh được một bé trai, chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Thường thì trẻ con cũng phải 3 hoặc 4 tuổi mới biết chuyện trò rành mạch, nhưng đứa bé này ra đời chưa đến 3 hôm là nói được rồi. Đứa bé đó nói những gì? Đứa bé cúi đầu buồn khóc. Đứa bé đó hướng về phía có thờ tượng Phật mà cúi đầu làm lễ, rồi bật khóc mà nói với Quang Mục rằng nghiệp duyên sanh tử, quả báo tự thọ. Quả báo của nghiệp duyên trong vòng sanh tử thì phải tự mình nhận lãnh. Bởi nhân duyên đã gây tạo ác nghiệp trong vòng sanh tử, sau này đến khi thọ quả báo thì phải chính bản thân mình thọ chịu. Nếu quả báo tốt lành thì chính mình thọ hưởng, mà quả báo xấu ác thì cũng tự mình gánh chịu. Thế mình làm thì mình chịu, chứ chẳng phải ai khác. Đứa bé ấy nói tiếp, tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm, chẳng thấy được ánh sáng của mặt trời, mặt trăng hoặc các vì tinh tú. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy gì cả, ngoài một màu đen tối âm u. Từ khi vĩnh biệt người, từ khi tôi chết cho đến nay, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên mới được thọ sanh. May thay, người đã vì tôi mà tạo phước đức. Chính nhờ nương vào phước lực do người đã gây tạo nên nay tôi được thoát khỏi những nỗi khổ sở của chốn địa ngục, nhưng còn phải đầu thai làm kẻ hạ tiện, lại thêm thọ mạng ngắn ngủi. Bà mẹ của Quang Mục tuy được thọ sanh làm người, song phải làm con của kẻ nô tỳ hèn hạ. Làm kẻ hạ tiện thì cũng đành đi, nhưng lại còn bị yểu thọ nữa, tức là chết yểu, chết sớm, mạng sống ngắn ngủi. Đến năm 13 tuổi lại phải đọa vào ác đạo. Người có phương kế gì khiến tôi được thoát chăng? Đứa bé ấy nói với Quang Mục rằng, phen này tôi chỉ sống được tới 13 tuổi mà thôi, sau đó tôi lại bị đọa lạc trong đường ác nữa. Vậy chẳng hay người có cách gì giúp cho tôi được giải thoát chăng? Xin người hãy mau mau tìm giải pháp giúp tôi thoát khỏi bao thống khổ của chốn ác đạo. Kinh văn, Quang Mục nghe nói biết là mẹ mình chẳng sai, nên nghẹn ngào thương khóc mà nói với con kẻ tự nữ tỳ rằng, đã là mẹ tôi tất biết bổn tội, do làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như thế. Con kẻ nữ tỳ đáp rằng, do hai nghiệp là sát hại và hủy mạng mà phải thọ báo. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho, thời cứ theo những nghiệp đó thì tôi vẫn chưa được giải thoát. Quang Mục hỏi rằng, những việc tội báo trong địa ngục ra sao? Con kẻ nữ tỳ đáp rằng, những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, suốt cả 100.000 năm cũng khó mà kể cho hết được. Lược giảng, Quang Mục nghe nói biết là mẹ mình chẳng sai. Sau khi nghe đứa bé con của người nữ tỳ nói thế
thì Quang Mục biết chắc rằng đó là thân mẫu của mình đầu thai, chẳng còn nghi ngờ gì nữa nên nghẹn ngào thương khóc. Nghẹn ngào là trạng thái như có cái gì chặn ở cổ họng khiến mình thốt không ra lời, khóc chẳng thành tiếng, khí quản bị tắc nghẽn, tưởng chừng như sắp đứt hơi vậy. Bấy giờ muốn khóc thì không khóc được, mà có muốn cười thì cũng chẳng cười nổi, cũng không biết là khóc hay cười nữa. Đó gọi là nghẹn ngào, bởi trong lòng cảm thấy đau đớn xót xa đến cực điểm nên mới như thế. Lúc ấy Quang Mục nghẹn ngào mà nói với con kẻ nữ tỳ rằng: đã là mẹ tôi tất biết bổn tội, người là mẹ tôi ắt phải tự biết mình trước kia chót gây tạo những nghiệp tội gì. Thế thì chẳng hay người do làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như thế. Con kẻ nữ tỳ đáp rằng: do hai nghiệp là sát hại và hủy mạng mà phải thọ báo. Nghiệp thứ nhất mà bà mẹ của Quang Mục gây ra là sát hại. Bà đã từng giết cá, giết ba ba để ăn thịt, lại còn ăn rất nhiều trứng và con của chúng nữa. Hoặc chiên, hoặc nấu, bà chỉ biết ăn cho thỏa thích mà thôi. Nghiệp giết hại sinh vật thì rất nặng nề, nghiêm trọng. Ngoài ra, bà còn tạo nghiệp hủy mạng, tức là chê bai, mắng nhiếc nữa. Bà mẹ của Quang Mục trước kia thường hủy báng Tam Bảo, mắng chửi chúng sanh. Cả hai nghiệp tội này đều rất nghiêm trọng, do đó bà phải gánh chịu quả khổ đến giường ấy. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho, thời cứ theo những nghiệp đó thì tôi vẫn chưa được giải thoát. Giả sử không được Quang Mục làm việc công đức để cứu độ cho, thì căn cứ theo những tội lỗi mà bà đã tạo, lẽ ra đến nay bà vẫn chưa được thoát khỏi khổ nạn. Nghe đứa bé nói như vậy, Quang Mục hỏi rằng: những việc tội báo trong địa ngục ra sao? Chẳng hay việc tạo tội và thọ báo ở địa ngục thì như thế nào? Người có thể kể cho tôi biết được chăng? Con kẻ nữ tỳ đáp rằng: những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, suốt cả trăm ngàn năm cũng khó mà kể cho hết được. Đứa bé ấy trả lời Quang Mục rằng: việc gây tạo tội lỗi và gánh chịu quả báo thì tôi chẳng thể nào kể lại được, tôi không nhẫn tâm nói ra. Dù trải qua một thời gian dài đến cả trăm ngàn vạn năm cũng không thể nào thuật cho hết những nỗi thống khổ này. Trong các quý vị ở đây có nhiều người chỉ ngồi nghe giảng kinh thôi mà đã thở vắn than dài là nhọc nhằn mệt mỏi. Song le đến khi bị đọa địa ngục thì quý vị có biết sẽ như thế nào không? Lúc đang thọ báo ở địa ngục, dầu cho quý vị có hết lời nài nỉ van xin hãy thả tôi ra, tôi không muốn ở đây chịu tội nữa, thì cũng chẳng thể nào xoay chuyển được tình thế. Quý vị không tài nào trốn thoát được cả. Nếu tội báo của quý vị chưa hết mà quý vị lại không muốn ở địa ngục chịu tội thì tất nhiên là không thể được. Do đó, chúng ta sống ở đời, nếu có những lúc phải chịu đựng đôi chút khổ sở, thì hãy tự nhủ rằng, không sao, so với cái khổ ở địa ngục thì vẫn đỡ hơn rất nhiều. Cái khổ ở địa ngục còn ghê gớm đáng sợ hơn nữa. Nếu nghĩ được như vậy, thì ở đâu quý vị cũng thấy vui vẻ, thanh thản, chẳng có nơi nào là khổ sở cả, thậm chí cho dù hai chân nhức nhối vì ngồi thiền, quý vị cũng không lấy đó làm khổ. Quý vị thử nghĩ xem, nếu quý vị đọa địa ngục và bị loài quỷ dùng chĩa nhọn đâm bừa vào mình mẩy, rồi thẳng tay ném vào vạc dầu đang sôi sùng sục, thì như thế là khổ hay không khổ? Nếu lúc bấy giờ quý vị khẩn khoản van xin: cha ơi, tôi chịu không nổi nữa rồi, xin các ngài làm ơn làm phước đừng bỏ tôi vào vạc dầu nữa mà, thì loài quỷ cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng thèm nghe gì cả. Bởi ở địa ngục thì không hề có chuyện thông cảm lôi thôi. Quý vị đau khổ, than thân khóc phận, oán trời trách đất ư, ai chả. Thế thì bọn quỷ ở địa ngục sẽ ném quý vị vào chảo dầu để chiên sống thêm lần nữa, khiến cho quý vị lại càng đau đớn khổ sở nhiều thêm nữa. Kinh văn: Quang Mục nghe xong, rơi lệ gào thóc, bạch cùng giữa hư không rằng: nguyện cho thân mẫu con được vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục, và khi mãn 13 tuổi thì không còn trọng tội,
cũng chẳng phải trải qua các ác đạo nữa. Cúi xin thập phương chư Phật từ bi thương xót, lắng nghe con nay vì mẹ mà phát lời thệ nguyện rộng lớn rằng, như thân mẫu con được vĩnh viễn lìa khỏi chốn tam đồ và hàng hạ tiện, cho tới cùng kiếp không phải thọ thân người nữ nữa, con xin đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng, kể từ nay cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ nơi nào có thế giới còn có các chúng sanh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng tam ác đạo, con nguyện sẽ cứu vớt và làm cho tất cả đều xa lìa các nghèo ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những kẻ mắc tội báo như thế thành Phật cả rồi thì sau đó con mới thành chánh giác. Lược giảng, Quang Mục nghe xong rơi lệ gào khóc, bạch cùng giữa hư không rằng, nguyện cho thân mẫu con được vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục. Con chỉ cầu xin cho mẹ con được đời đời kiếp kiếp xa lìa mọi thống khổ của chốn địa ngục. Bà mẹ của Quang Mục rất may mắn có được một người con hiếu thảo như thế, bằng không e rằng đến nay bà vẫn còn trầm luân ở chốn địa ngục, chứ chưa dễ gì thoát ra được, bởi vì bà giết hại quá nhiều sinh vật, mắng chửi người ta cũng không phải ít, nên mới bị đọa địa ngục. Nhưng người con gái hiếu thảo của bà đã lập nguyện cầu xin cho bà được khỏi phải chịu những nỗi thống khổ của chốn địa ngục. Và khi mãn 13 tuổi, thọ mạng trong đời này của bà hết rồi, thì không còn trọng tội và cũng chẳng phải trải qua các ác đạo nữa. Quang Mục lại cầu mong rằng sau khi thọ mạng 13 tuổi trong đời này đã mãn, thì bao nhiêu tội lỗi nghiêm trọng của bà cũng đều được tiêu tan và bà không còn phải đọa vào đường ác nữa. Cúi xin thập phương chư Phật từ bi thương xót lắng nghe con, nay vì mẹ mà phát lời thệ nguyện rộng lớn rằng, con xin cung thỉnh chư Phật cùng chư Bồ Tát ở khắp mười phương đồng đến để chứng giám cho con là Quang Mục, nay vì thân mẫu mà lập nguyện rằng, như thân mẫu con được vĩnh viễn lìa khỏi chốn tam đồ, thoát ly hẳn bao nỗi thống khổ của đau đồ, huyết đồ và hỏa đồ, và hàng hạ tiện, cho tới cùng kiếp không phải thọ thân người nữ nữa. Chẳng những thân mẫu con không còn phải làm con của kẻ tôi đòi hèn hạ, mà đời đời kiếp kiếp cũng không phải mang thân nữ nữa, thì con xin đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng, kể từ nay cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ nơi nào có thế giới còn có các chúng sanh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì con nguyện sẽ cứu vớt và làm cho tất cả đều xa lìa các nẻo ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thầy đều không còn phải chịu đựng bao thống khổ trong ba đường ác, cùng những nỗi khổ khác nữa. Những kẻ mắc tội báo như thế thành Phật cả rồi, sau đó con mới thành chánh giác. Quý vị phải biết rằng, nếu không nhờ có Địa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thì chắc chắn hiện giờ chúng ta vẫn còn đang chịu khổ báo trong các cõi giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta sở dĩ ngày nay được làm người đều là nhờ nguyện lực của lời đại nguyện mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã lập từ vô lượng kiếp này. Chính nguyện lực của Ngài đã cứu chúng ta thoát khỏi chốn địa ngục, thoát khỏi đường ngạ quỷ và thoát khỏi thân súc sanh. Tuy nhiên, chúng ta hiện nay vì chưa chứng đắc túc mạng thông, cũng chưa có được thiên nhãn thông, nên không thể biết được trước kia mình đã từng thọ hưởng ân huệ, đức từ bi cùng bao nhiêu điều tốt lành và lợi lạc do Địa Tạng Vương Bồ Tát ban bố. Nếu không nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tát sớm lập đại nguyện này, thì chúng ta đã phải gặp rất nhiều nguy hiểm. Do đó, trong từng giây từng khắc, lúc nào chúng ta cũng phải nhớ đến việc báo đáp ân đức sâu dày của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh văn: phát thệ nguyện xong, liền nghe rõ tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng, này Quang Mục, ngươi quả có lòng đại từ mẫn, khéo vì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế. Ta quan sát thấy mẹ ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này rồi, sẽ thọ sanh làm người phạm trí, sống lâu trăm tuổi. Sau khi hết báo thân ấy sẽ được sanh về cõi nước vô ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính kể, và sau rốt sẽ thành tựu Phật quả,
quảng độ nhân thiên số nhiều như hằng hà sa. Đức Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, vị La Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó chính là Vô Tận Ý Bồ Tát, thân mẫu của Quang Mục là Giải Thoát Bồ Tát, còn Quang Mục là Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Lược giảng, sau khi Quang Mục phát thệ nguyện xong, liền nghe rõ tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng, nghe rõ tức là nghe rõ mồn một, rõ ràng từng tiếng, chứ không phải là chỉ nghe loáng thoáng, tiếng được, tiếng mất, hoặc mơ mơ hồ hồ như mộng mị. Như vậy, lúc vừa nói dứt lời nguyện thì Quang Mục nghe rõ ràng tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai vọng xuống rằng, này Quang Mục, ngươi quả có lòng đại từ mẫn, ngươi thật là vô cùng từ bi, khéo vì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế. Hạnh nguyện của ngươi quả thật đã khiến cho ta rất hoan hỷ. Ai đã chỉ dạy chỉ bảo ngươi làm như thế, ngươi đã có thể vì chọn hiếu đạo với mẹ mà lập thệ nguyện lớn lao dường ấy, ta thật chưa từng nghe qua. Từ trước đến nay chưa có chúng sanh nào dám lập đại nguyện rộng lớn đến thế. Nay ngươi vì thiết tha muốn cứu mẫu thân mà phát lời đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh, đây là điều rất hiếm có, là chuyện rất khó gặp, thật là đáng quý lắm thay. Ngươi quả là một con người con chí hiếu. Khen ngợi Quang Mục như thế xong, Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai lại nói tiếp rằng, ta dùng Phật nhãn quan sát thấy mẹ ngươi lúc mãn 13 tuổi khi bỏ báo thân này rồi sẽ thọ sanh làm người phạm trí. Nay nhờ ngươi đã lập đại nguyện như thế, cho nên khi thọ mạng 13 năm của mẹ ngươi trong đời này đã hết, thì đời sau bà sẽ được đầu thai làm người phạm trí, và chẳng những thế mà còn được sống lâu trăm tuổi. Phạm trí chính là Bà La Môn giáo, cũng gọi là Tịnh Duệ. Sau khi hết báo thân ấy sẽ được sanh về cõi nước vô ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính kể. Ngoài ra, Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai còn cho biết rằng, sau khi bỏ thân phạm trí, thân mẫu của Quang Mục sẽ được vãng sanh về cực lạc thế giới, sống lâu đến không thể tính đếm được là bao nhiêu kiếp, và sau rốt sẽ thành tựu Phật quả, quảng độ nhân thiên số nhiều như hằng hà sa. Số người ở cõi nhân gian và số thiên nhân ở cõi trời được vị Phật đó độ thoát thì nhiều như cát sông Hằng vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, vị La Hán phước lành độ Quang Mục thở đó, vị La Hán ở thời tượng Pháp của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai đã vì lòng hiếu thảo của Quang Mục mà quan sát, tìm xem mẹ cô ta đọa lạc ở đâu, chính là Vô Tận Ý Bồ Tát, còn thân mẫu của Quang Mục là Giải Thoát Bồ Tát và Quang Mục là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Văn. Trong nhiều kiếp lâu xa ở quá khứ, Bồ Tát đã có lòng từ mẫn, lập hằng hà sa thệ nguyện quảng độ chúng sanh như thế. Trong đời vị lai, như có kẻ nam, người nữ nào không làm lành mà làm ác, cho đến kẻ chẳng tin nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ hủy báng đại thừa, những chúng sanh có các nghiệp như thế, tất phải đọa vào đường ác. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp, trong nhiều kiếp lâu xa ở quá khứ, Bồ Tát Địa Tạng Vương đã có lòng từ mẫn, lập hằng hà sa thệ nguyện quảng độ chúng sanh như thế. Trong đời vị lai, như có kẻ nam người nữ nào, không làm lành mà làm ác, cho đến kẻ chẳng tin nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ hủy báng đại thừa, những chúng sanh có các nghiệp như thế, tất phải đọa vào đường ác. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp, trong nhiều kiếp lâu xa ở quá khứ, Bồ Tát Địa Tạng Vương đã có lòng từ mẫn, lập hằng hà sa thệ nguyện quảng độ chúng sanh như thế. Như đã nói ở trên, vị Địa Tạng Vương Bồ Tát này có lòng từ bi rất bao la, vì thương xót khắp cả chúng sanh mà Ngài phát nguyện giáo hóa và độ thoát muôn loài. Thệ nguyện mà Ngài đã từng lập thì vô lượng vô biên, nhiều như cát sông Hằng, chứ chẳng phải chỉ có những lời được ghi chép trong kinh mà thôi đâu. Trong đời vị lai, như có kẻ nam người nữ nào không làm lành mà làm ác, cho đến kẻ chẳng tin nhân quả.
mọi người đều nên việc ác không làm, chỉ làm việc thiện. Thế nhưng có những chúng sanh lại việc thiện không làm, chỉ làm việc ác. Thậm chí có giảng về luật nhân quả cho họ nghe, họ cũng chẳng chịu tin. Vừa rồi tôi đến trường Đại học University of California thuyết pháp. Sau buổi giảng thì có một sinh viên người Trung Hoa chờ tôi ngoài giảng đường và hỏi: "Thưa thầy, chẳng hay Phật giáo có tin nhân quả chăng?" Tôi đáp: "Có chứ. Về nhân quả, vấn đề không phải là tin hay không tin, bởi đó đúng là điều có thật. Anh tin thì cũng có luật nhân quả, mà anh không tin thì luật nhân quả cũng vẫn tồn tại như thường. Nếu anh không tin nhân quả, thì bây giờ tôi sẽ đưa ra một thí dụ hết sức đơn giản để anh tự nghiệm lấy. Thí dụ, anh tát người nào đó một bạt tai, thì người ấy nhất định sẽ tát lại anh một cái để trả đũa, có đúng không? Anh đánh người ta đó là nhân, còn người ta đánh anh lại tức là hậu quả của việc anh làm. Anh đánh người ta thì người ta cũng đánh anh vậy. Thế nào, anh có tin lý lẽ này không?" Anh sinh viên ấy nói rằng như thế thì anh ta không còn gì để nói nữa. Ban đầu anh ta có rất nhiều lý lẽ muốn đến để tranh cãi biện luận, cho rằng không có luật nhân quả. Sau khi nghe tôi nói như thế, có lẽ anh ta sợ bị người khác đánh, hoặc là anh chẳng muốn đánh người khác hay sao, thì tôi không rõ. Tuy nhiên, anh ta đã bắt đầu tin là có nhân quả. Chúng ta vốn không nên đánh đập ai cả. Do đó, nếu quý vị gây gổ đánh đập người khác, tức là quý vị đã gieo cái nhân không tốt rồi. Bởi quý vị đánh người nên mới bị người đánh, cho nên việc quý vị bị người ta quay lại đánh trả chính là cái quả của quý vị vậy. Nếu quý vị không tử tế với mọi người, thì mọi người cũng không tử tế với quý vị. Nếu quý vị cư xử tốt với mọi người, thì mọi người cũng cư xử tốt với quý vị. Đó là luật nhân quả. Cho nên, trồng thiện nhân thì kết thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo. Ngoài ra, nếu quý vị kết giao toàn bạn xấu, không đàng hoàng, thì sớm muộn gì quý vị cũng bị ảnh hưởng, mà trở thành người xấu. Trái lại, nếu quý vị toàn giao du với bạn tốt, thì cho dù bản thân quý vị là người xấu, dần dần quý vị cũng trở thành người tốt. Cho nên, mọi chuyện đều là nhân quả. Quý vị chớ truy tìm đâu xa cho uổng công. Đừng vội lên án người ta là không tốt với mình, mà trước hết hãy tự vấn lương tâm, xét xem mình có tốt với người ta hay không. Đối với việc gì, chúng ta cũng nên hồi quang phản chiếu, phản cầu chư kỷ, soi xét lại chính mình, chứ đừng như cái máy chụp hình, cứ mải miết chụp hình người khác, còn bản thân mình hình thù ra sao thì lại hoàn toàn mù tịt, không hay không biết. Kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu. Chúng ta phải luôn luôn nhớ là đừng bao giờ phạm tội lưỡng thiệt ác khẩu, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Thế nào là lưỡng thiệt? Thí dụ, với người này thì quý vị dùng bộ mặt này, với người khác thì quý vị lại dở bộ mặt khác. Gặp giáp thì nói xấu ất, gặp ất thì chê bai giáp. Như thế là quý vị phạm tội lưỡng thiệt ác khẩu. Hoặc là quý vị gièm pha dùng lời nói để gây hiềm khích, chia rẽ nội bộ, phá hoại sự đoàn kết của một tập thể, đến nỗi tổ chức phải tan rã. Đó cũng là phạm tội lưỡng thiệt ác khẩu vậy. Về tội lưỡng thiệt ác khẩu thì nghiêm trọng nhất là khoản phá hòa hợp tăng. Thế nào gọi là phá hòa hợp tăng? Người cư sĩ tại gia thì không được giao nói lỗi của người xuất gia. Những vị tỳ kheo và sa di đã thọ giới sa di hoặc giới bồ tát. Bởi quý vị học Phật pháp là học từ những người xuất gia, từ các vị tỳ kheo và sa di này, cho nên quý vị không được học Phật pháp rồi sau đó lại đi phá hoại Phật pháp, gây sự xích mích trong đoàn thể tăng già. Nếu quý vị dùng lời nói làm cho tăng già trở nên bất hòa, tức là quý vị đã phá hòa hợp tăng và mắc tội lưỡng thiệt ác khẩu vậy. Trong Phật giáo, phá hòa hợp tăng là một trong năm tội nghịch nghiêm trọng nhất, và đó là: thứ nhất, giết cha mình; thứ hai, giết mẹ mình; thứ ba, giết bậc đã chứng quả A-la-hán; thứ tư, làm mất sự hòa hợp giữa chư tăng với nhau. Ví dụ, với vị sư này thì quý vị kể lể những khuyết điểm sai sót của vị sư kia, rằng vị ấy có lỗi với vị này như thế nào, còn với vị sư kia
thì quý vị lại mách những nhược điểm thiếu sót của vị sư này, rằng vị này có lỗi với vị kia như thế nào, đố kỵ chướng ngại ra sao, khiến cho giữa những người xuất gia không còn sự hòa thuận, chư tăng không thể cùng ở chung với nhau được nữa, và rốt cuộc là tăng đoàn bị chia rẽ, phân tán. Như thế là quý vị đã phá hòa hợp tăng vậy. Thứ năm, làm thân Phật chảy máu. Đây là tội nghịch thứ năm, hiện tại Đức Phật không còn tại thế. Song nếu quý vị thiêu đốt tranh ảnh có hình Phật hoặc phá hủy tượng Phật thì cũng chẳng khác nào làm thân Phật chảy máu vậy. Trên đây là nói tổng quát về những tội bao hàm trong tội lưỡng thiệt ác khẩu. Mỗi người trong chúng ta đều phải đặc biệt chú ý, chớ bao giờ phạm những tội ấy, bằng không quý vị sẽ bị đọa vào địa ngục, vĩnh viễn không đời nào thoát ra được. Kẻ hủy báng đại thừa. Có nhiều người cho rằng không có đại thừa mà chỉ có văn tự ba ly. Hôm qua có một kẻ ngông cuồng đã cập vấn kinh điển của các người là dịch ra từ tiếng ba ly chứ gì. Anh ta ngay cả chữ ba ly là như thế nào còn không biết mà lại hỏi có phải dịch ra từ chữ tiếng Pali hay không. Đó chẳng qua là anh ta muốn tỏ ra ta đây cũng là người hiểu biết thông thạo. Hạng người như thế thật rất đáng thương. Những chúng sanh có các nghiệp như thế tất phải đọa vào đường ác. Những chúng sanh tạo ác nghiệp như thế nhất định sẽ bị đọa vào ba đường dữ, thật là nguy hiểm biết bao. Kinh văn: nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo, khiến trong chừng khẩy móng tay liền quy y Địa Tạng Bồ Tát, những chúng sanh đó lập tức được thoát khỏi báo khổ của tam ác đạo. Nếu có thể tâm trí quy kính và chiêm lễ tán thán, cùng dùng hương hoa y phục các thứ chân bảo hoặc đồ ăn thức uống mà cúng phụng, thì trong trăm ngàn muôn ức kiếp về sau thường được ở cõi trời hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu. Nếu phước trời hết phải sanh xuống nhân gian thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường làm bậc đế vương, lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả. Này Định Tự Đại Vương, Bồ Tát Địa Tạng có bất khả tư nghị đại oai thần lực, lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế. Các ông, những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Lược giảng, nếu gặp được hàng thiện tri thức, chữ nếu này thuộc loại bất định từ, do đó nếu gặp có nghĩa là có thể gặp được mà cũng có thể là không gặp được. Bây giờ Đức Phật đặt giả thiết là các chúng sanh tạo ác nghiệp đó gặp được bậc thiện tri thức. Thế nào gọi là thiện tri thức? Tri là nghe danh, thức là thấy mặt. Nghe danh tức là nghe thấy, biết đến tên tuổi, tiếng tăm, thấy mặt tức là biết rõ mặt mày, hình tướng. Vậy tri thức có nghĩa là nhận thức, hiểu biết một cách rõ ràng, tường tận. Về chữ thiện, thông thường thì được xem là đồng nghĩa với chữ hảo, tức là tốt. Song ở đây thì được dùng theo nghĩa của chữ năng, tức là khả năng. Bậc thiện tri thức là người có khả năng nhận thức điều gì. Họ có thể nhận thức được những khổ não trong tam giới, biết rõ rằng tam giới không yên, như ngôi nhà lửa. Có ba hạng thiện tri thức, đó là ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và giáo thọ thiện tri thức. Thứ nhất, ngoại hộ thiện tri thức. Đây là những vị thiện tri thức từ ngoài đến để hộ pháp, tự nguyện giúp đỡ người xuất gia xử lý công việc trong chùa. Họ tận tụy hộ trì tam bảo, hộ trì thường trụ và hoan hỷ cúng dường mọi Phật phẩm mà thường trụ cần đến. Nói tóm lại, ngoại hộ thiện tri thức là những người ở ngoài nhưng tự nguyện đến chùa để hộ trì người tu đạo. Thứ hai, đồng hành thiện tri thức. Thế nào gọi là đồng hành? Đó là cùng nhau tu hành. Hàng thiện tri thức này thường cùng nhau tu tập và động viên khuyến khích lẫn nhau. Khuyến khích lẫn nhau bằng cách nào? Bằng cách đả đồng tham, tức là cùng tu, nghĩa là chúng ta cùng tu tập với nhau thì quý vị giúp tôi, chỉ cho tôi rõ những lỗi lầm của tôi và tôi giúp quý vị, chỉ cho quý vị rõ những sai sót của chính quý vị. Bởi con người thường có khuynh hướng không tự thấy được cái sai của chính mình, nếu nhờ người khác tiền dùm thì dễ dàng hơn, thói thường. Đương cục giả mê, ngoại cục giả thanh.
Người trong cuộc thì mê, kẻ ngoại cuộc thì sáng. Ở cương vị của người trong cuộc, lắm lúc chúng ta bối rối, không thấy được mình đúng hay sai. Trong khi đó, người ngoại cuộc thì do đứng ngoài, không dính líu đến sự việc, nên cái nhìn có sáng suốt hơn. Vì vậy, mọi người thường có thể hỗ tương, thấy rõ khuyết điểm của nhau hơn. Quý vị thấy rõ được cái sai của tôi thấy rõ được cái sai của quý vị. Tuy nhiên, đả đồng tham có nghĩa là quý vị nêu ra những sai sót của tôi để tôi biết mà sửa đổi. Tôi kể lại những sai phạm của quý vị để quý vị rõ mà sửa mình, chứ không phải là quý vị phát hiện cái sai của tôi thì tôi liền đùng đùng nổi giận. Tôi khám phá ra tội lỗi của quý vị thì quý vị lại gây gổ lôi thôi. Chúng ta chẳng những không được nóng nảy giận dữ mà còn phải bình tâm tỉnh trí, nghiên cứu lỗi lầm của nhau để bổ khuyết cho nhau nữa. Đó gọi là hỗ tương khích lệ, sách tấn lẫn nhau, giúp nhau tinh tấn tu tập, cùng nhau trau dồi rèn luyện. Trong ngũ kinh sách đại học có câu: như thiết như tha, như chát như ma, nghĩa là như gọt như rũa, như trau như chuốt. Như người thợ ngọc tỉ mỉ dùng dao đẽo gọt từng chút một, sau đó phải dùng rũa để mài đi chuốt lại thật công phu. Miếng ngọc thô sơ mới trở thành một món trang sức bằng ngọc xinh đẹp, quý giá. Hai người bạn cùng nhau đả đồng tham, nghĩa lý cũng tương tự như thế. Chúng ta phải hỗ tương, trau dồi, mài rũa. Bạn tìm khuyết điểm của tôi tìm khuyết điểm của bạn, để rồi cùng giúp nhau sửa đổi. Người chân chính tu hành nhất định phải nuôi dưỡng một tinh thần như thế. Đó là nói về bậc đồng hành thiện tri thức. Thứ ba, giáo thọ thiện tri thức. Những người giảng kinh thuyết pháp, truyền bá và hoằng dương Phật giáo, giáo hóa chúng sanh được gọi là bậc giáo thọ thiện tri thức. Khuyên bảo khiến trong chừng khẩy móng tay liền quy y Địa Tạng Bồ Tát. Một khẩy móng tay là một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, còn một chớp mắt thì sao? Mắt nhấp nháy một cái thì gọi là một nháy mắt hoặc một chớp mắt. Cứ 20 niệm là một nháy mắt, 20 nháy mắt là một sát na. Trong kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã có nói rằng, cứ trong một sát na thì có 900 lần sinh diệt, có nghĩa là trong khoảng thời gian là một sát na thì cái niệm suy nghĩ của chúng ta trải qua 900 lần sinh diệt. Một khẩy móng tay thì lâu bằng 64 sát na, tuy nhiên trong chừng khẩy móng tay ở đây chỉ ngụ ý là khoảng thời gian rất ngắn ngủi, chỉ trong một thoáng chốc mà thôi. Câu khuyên bảo khiến trong chừng khẩy móng tay có hai cách giải thích. Cách thứ nhất là chúng sanh đó tin tưởng và quy y với Địa Tạng Vương Bồ Tát được một khoảnh khắc ngắn ngủi chừng khẩy móng tay thì liền thăng thiên, hưởng sự an lạc vĩnh viễn. Cách thứ hai là nhờ được sự khuyên bảo của bậc thiện tri thức, nên chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi chừng khẩy móng tay, chúng sanh đó liền mau mắn sanh tín tâm, quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát tức là cung kính, đem cả thân tâm, tánh mạng của mình giao phó cho Địa Tạng Vương Bồ Tát, xem Địa Tạng Vương Bồ Tát như một người cha từ bi của mình, còn mình thì như con cái của Ngài. Như vậy, giả sử những chúng sanh quen làm điều ác, chẳng tin nhân quả, lại còn tà dâm vọng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, hủy báng đại thừa, chịu vâng theo lời khuyên của bậc thiện tri thức mà quy y với Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì những chúng sanh đó lập tức được thoát khỏi khổ báo của tam ác đạo. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi chừng khẩy móng tay, bao nhiêu khổ báo ở ba đường ác trong thời gian dài đến vô lượng vô biên của những chúng sanh đó đều tiêu tan. Lại nữa, những chúng sanh đó nếu có thể tâm trí quy kính, chuyên nhất kỳ tâm trí thành quy kính, và chiêm lễ tán thán, ngắm nhìn đảnh lễ, tấm tắc ngợi khen, cùng dùng hương, hoa, y phục, các thứ chân bảo, báu vật, quý giá, hoặc đồ ăn thức uống mà cúng phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, những chúng sanh đó thường được ở cõi trời, hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu. Người xuất gia có lệ là trước khi thọ thực đều phải thượng cúng, tức là dâng cúng thức ăn cho chư Phật trước. Nếu phước trời hết phải sanh xuống nhân gian, thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường làm bậc đế vương.
sau khi hưởng hết phước trời của mình, những chúng sanh đó sẽ sanh xuống cõi người trở lại và thường được làm hoàng đế trong cả trăm ngàn vạn kiếp. Lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả, hơn thế nữa họ vẫn nhớ được những sự việc trong các đời trước của mình và biết rành rẽ cội ngành nhân quả trả vay. Này Định Tự Đại Vương, Bồ Tát Địa Tạng có bất khả tư nghị đại oai thần lực, đại oai đức không thể nghĩ bàn, đại thần thông không thể nghĩ bàn, lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế, các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Tất cả các ông đều nên phát tâm truyền bá rộng rãi bộ kinh Địa Tạng này. Hiện nay chúng ta được nghe đến tên kinh Địa Tạng, được nghe giảng kinh Địa Tạng đều là nhờ chư Bồ Tát dùng oai lực mà truyền bá rộng khắp. Nếu không nhờ chư Bồ Tát âm thầm tuyên truyền lưu bố, chúng ta chưa chắc đã gặp được pháp bảo thậm thâm vi diệu như thế này. Kinh văn: Ngài Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo nghĩ, ngàn muôn ức Bồ Tát Ma Ha Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên diễn rộng rãi kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để lợi ích cho chúng sanh. Định Tự Đại Vương Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn xong, bèn cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Lược giảng: Ngài Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo nghĩ, xin Đức Thế Tôn đừng lo nghĩ về vấn đề này, ngàn muôn ức Bồ Tát Ma Ha Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên diễn rộng rãi kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề. Chúng con sẽ đi khắp cõi Nam Diêm Phù Đề mà tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi bộ kinh này để lợi ích cho chúng sanh. Định Tự Đại Vương Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn xong, bèn cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Ngài cung cung kính kính cúi đầu đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi lui ra ngồi sang một bên. Kinh văn: Bấy giờ bốn vị thiên vương cai quản bốn phương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, vì sao đến nay vẫn độ chưa hết lại còn phát quảng đại thệ nguyện nữa? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Lược giảng: Bấy giờ lúc Bồ Tát Định Tự Tại Vương cung kính lễ Phật và lui ra ngồi sang một bên rồi, thì bốn vị thiên vương coi bốn phương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy. Bốn vị thiên vương của bốn phương đều cư ngụ ở lưng chừng núi Tu Di, cung điện có thành trì bằng thất bảo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cờ, xích châu, mã não bao quanh. Thành cao 42.000 do tuần, chung quanh có 7 lớp hàng cây, 7 lớp lưới răng, 7 lớp câu lơn bao bọc vô cùng trang nghiêm. Tứ phương thiên vương tức là bốn vị thiên vương trấn giữ ở bốn phương: Đông phương thiên vương, Nam phương thiên vương, Bắc phương thiên vương và Tây phương thiên vương. Thứ nhất, Đông phương thiên vương. Theo tiếng Phạn, tên của vị thiên vương này là Đề Đa La Cha, Trung Hoa dịch là Trì Quốc. Trì tức là hộ trì. Vị thiên vương này gìn giữ và bảo hộ quốc gia cùng tất cả chúng sanh. Đông phương thiên vương có 99 người con trai và đều được gọi là Nhân Đà La. Trong các quỷ thần do Đông phương thiên vương thống lãnh thì có một số là Hương Thần, tức là thần thích hương thơm, và một số là Xú Thần, tức là thần hôi thối. Hương Thần là gì? Đó chính là Càn Thát Bà trong Bát Bộ Quỷ Thần, trên đầu có một cái sừng. Càn Thát Bà rất thích người hương thơm, hễ đánh hơi thấy nơi nào có hương thơm là liền chạy về hướng đó. Ngọc Đế tức là Nhân Đà La Vương có một loại hương gọi là hương chiên đàn. Khi nào đốt hương này lên, Càn Thát Bà ngửi được thì liền đến và khẩy đàn tấu nhạc cho Ngọc Đế nghe. Bởi Ngọc Đế vẫn còn ở trong lục dục thiên, chưa ra khỏi cảnh giới ngũ trần, cho nên còn thích nghe Càn Thát Bà tấu nhạc. Vậy Càn Thát Bà là nhạc thần của Ngọc Đế mà cũng chính là hương thần. Trì Quốc Thiên Vương còn thống lãnh cả Xú Thần. Xú Thần này có tên là Phú Đơn Na, đi đến đâu là hôi hám thối tha đến đó. Đây cũng chính là vị Phú Đơn Na được nhắc tới trong Chú Lăng Nghiêm.
bản lãnh cùng thần thông của sú thần chính là phóng ra mùi hôi, và hễ đến nơi nào thì nơi ấy liền có mùi hôi thối nồng nặc. Thứ hai, Nam Phương Thiên Vương, theo tiếng Phạn, tên của vị thiên vương này là Tỳ Lưu Ly, Trung Hoa dịch là Tăng Trưởng. Vị thiên vương này có thể làm cho thiện căn của chúng sanh được tăng trưởng. Nam Phương Thiên Vương cũng có 99 người con trai và cũng đều gọi là Nhân Đà La. Bốn vị thiên vương này mỗi vị đều có 99 người con trai và đều được gọi là Nhân Đà La, vì vậy cả 396 vị đều có cùng một tên gọi giống nhau. Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương cũng cai quản thống lãnh các quỷ thần, trong đó có loại viễn quỷ và cận quỷ. Vì sao gọi là viễn quỷ? Vì loài quỷ này thường tránh xa loài người. Vì sao gọi là cận quỷ? Vì loài quỷ này thích làm tổ tiên của người ta. Hễ đến nhà người nào thì làm tổ tiên của người đó, cho nên gọi là cận quỷ. Viễn quỷ có tên gọi là gì? Trong chú Lăng Nghiêm, viễn quỷ được gọi là Cưu Bàn Trà. Đúng ra những chữ này phải đọc là Cưu Bàn Đồ, nhưng hiện nay những người tụng chú đều đọc là Cưu Bàn Trà. Có lẽ Cưu Bàn Đồ cũng biết mình bị đổi tên rồi, do vậy quý vị có đọc là Cưu Bàn Trà thì cũng được linh ứng như nhau, cho nên tên gọi thì không có gì là nhất định cả. Tại sao Cưu Bàn Đồ lại bị đọc nhầm thành Cưu Bàn Trà? Vì người ta không nhìn cho rõ chữ đồ và chữ trà chỉ khác nhau ở một nét ngang, và hai chữ này cũng chỉ hơn kém nhau một nét ngang ấy mà thôi. Phần dưới của chữ trà là chữ mộc, còn phần dưới của chữ đồ là chữ mạt. Bởi vì sai khác nhau một nét ngang nhỏ nên người ta lơ đễnh mà lầm lẫn chữ đồ ra chữ trà. Thế nhưng, khi nghe ai gọi Cưu Bàn Trà thì Cưu Bàn Đồ cũng biết đó là người ta gọi mình. Hình dạng của Cưu Bàn Trà như thế nào? Cưu Bàn Trà hình thù trông như cái vại hay cái chum lớn tròn tròn, không có đầu cũng chẳng có chân. Vì loài quỷ này thường tránh xa, không thích ở gần con người, nên gọi là viễn quỷ. Loài cận quỷ được gọi là Bệ Lệ Đa và cũng có được nhắc đến trong chú Lăng Nghiêm. Ở Trung Quốc, mỗi gia đình đều có thờ cúng bài vị tổ tiên, và loài quỷ này thường lân la tìm đến làm tổ tiên cho từng nhà. Bởi loài quỷ này thích tiếp xúc, thân cận loài người nên được gọi là cận quỷ. Thứ ba, Tây Phương Thiên Vương. Theo tiếng Phạn, tên của vị thiên vương này là Tỳ Lưu Bạc Xoa, Trung Hoa dịch là Tạp Ngữ, ngụ ý rằng vị thiên vương này biết nói đủ các thứ tiếng, thông thạo tất cả ngôn ngữ của mọi quốc gia. Tây Phương Thiên Vương còn được gọi là Quảng Mục Thiên Vương và cũng thống lãnh một số quỷ. Đó là loài quỷ nào? Chính là loài quỷ mà trong chú Lăng Nghiêm gọi là Tỳ Xá Đồ và Trung Hoa dịch là Đạm Tinh Khí Quỷ, tức là loài quỷ chuyên ăn tinh khí. Tỳ Xá Đồ còn được dịch là Điên Cuồng Quỷ, bởi loài quỷ này có thể làm cho người ta sanh bệnh điên cuồng, bị phát điên, phát cuồng. Loài quỷ này lại chuyên ăn tinh khí của con người. Chúng đến những nơi xảy ra hành vi tánh dục nam nữ để ăn thứ tinh khí bất tịnh ấy. Một khi quỷ Tỳ Xá Đồ khiến cho người nào mắc bệnh thì người đó không còn hay biết gì cả, phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tuy nhiên, những người bị loài quỷ này hãm hại, dù có ở bệnh viện tâm thần thì cũng không dễ gì bình phục được. Tây Phương Thiên Vương còn thống lãnh cả rồng độc, tức là độc long. Loài rồng có nọc độc này, hễ mắt chúng vừa nhát thấy người nào thì người đó liền bị trúng độc của chúng ngay tức khắc. Chẳng những thế, nếu quý vị nghe tiếng của chúng, ngửi thấy mùi của chúng hoặc tiếp xúc, đụng chạm vào chúng thì cũng đều bị trúng độc cả. Như vậy, Tây Phương Thiên Vương thống lãnh cai quản hai loại quỷ thần là quỷ Tỳ Xá Đồ và loài rồng độc. Thứ tư, Bắc Phương Thiên Vương. Trong bốn vị thiên vương thì Bắc Phương Thiên Vương là thủ lãnh. Cả ba vị thiên vương kia đều phải chịu sự chỉ huy của vị thủ lãnh này. Bắc Phương Thiên Vương cũng cai quản quỷ thần, đó là loài quỷ nào? Đó là hai loài quỷ, quỷ Dạ Xoa và quỷ La Sát. Dạ Xoa có rất nhiều loại, có Dạ Xoa đi dưới đất, có Dạ Xoa du hành trên không trung, có Dạ Xoa ở trên trời. Dạ Xoa còn được gọi là quỷ Tiệt Tập, tức là loài quỷ chạy nhanh, bởi chúng có thể chạy với một tốc độ xấp xỉ tốc độ của ánh sáng.
Quỷ La Sát còn được gọi là quỷ khả bố, tức là đáng sợ, vì chúng rất tàn ác và có hình thù rất đáng sợ. Bốn vị thiên vương cai quản các quỷ thần như thế ở thế gian, và đến lúc cần họp hội nghị thì họ đều quy tụ ở chỗ của Bắc Phương Thiên Vương. Bắc Phương Thiên Vương có tên là Tỳ Sa Môn, Trung Hoa dịch là Đa Văn, vì vị thiên vương này có kiến thức rất uyên thâm, hiểu nhiều biết rộng, cũng chính vì thế mà ba vị thiên vương kia đều răm rắp tuân theo hiệu lệnh cùng mọi sự sai bảo của Bắc Phương Thiên Vương. Lúc bấy giờ, bốn vị thiên vương vốn đang cùng đại chúng nghe kinh Địa Tạng, đều từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, vì sao đến nay vẫn độ chưa hết lại còn phát quảng đại thệ nguyện nữa? Vì sao đến nay Bồ Tát Địa Tạng vẫn còn đi độ chúng sanh, vẫn chưa hoàn thành viên mãn hạnh nguyện của mình, lại còn phát lời thệ nguyện rộng lớn nữa? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Chúng con kính xin Đức Phật hãy vì tất cả đại chúng trong Pháp hội hiện nay mà giảng rõ điều này. Kinh văn: Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng, lành thay, ta nay sẽ vì sự lợi ích rộng lớn của các ông cùng các chúng trời người ở hiện tại và vị lai mà nói việc Bồ Tát Địa Tạng ở Ta Bà thế giới, trong đường sanh tử nơi cõi Diêm Phù Đề, từ mẫn cứu vớt phương tiện độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ. Bốn vị thiên vương bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Lược giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo bốn vị thiên vương rằng: lành thay, các ông thật là khéo hỏi, các ông thỉnh vấn, điều này là rất phải, tốt lắm thay. Ta nay sẽ vì sự lợi ích rộng lớn của các ông cùng các chúng trời người ở hiện tại và vị lai mà nói việc Bồ Tát Địa Tạng ở Ta Bà thế giới, trong đường sanh tử nơi cõi Diêm Phù Đề, từ mẫn cứu vớt phương tiện độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ. Bây giờ, vì muốn đem lại lợi ích rộng lớn cho các ông cũng như cho tất cả chúng sanh ở cõi trời, cõi người, luôn cả các chúng sanh ở địa ngục, ở cõi ngạ quỷ hoặc cõi súc sanh trong đời hiện tại cùng vị lai, ta sẽ nói về những sự phương tiện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở thế giới Ta Bà, trong cõi Nam Diêm Phù Đề, các chúng sanh cứ luẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi sanh tử, sanh ra rồi chết đi rồi lại sanh ra. Nay ta sẽ nói về việc Địa Tạng Bồ Tát từ bi thương xót tất cả chúng sanh, khéo dùng vô số phương tiện để cứu độ hết thảy những chúng sanh có tội và đương thọ khổ. Bốn vị thiên vương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như thế, liền đồng thanh bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Chúng con rất vui mừng, rất hoan hỷ được lắng nghe Đức Thế Tôn khai thị. Kinh văn: Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: Bồ Tát Địa Tạng từ bao kiếp lâu xa cho đến nay độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Bồ Tát từ bi thương xót những chúng sanh tội khổ ở đời này, lại quán thấy vô lượng kiếp về sau, nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt, vì lẽ đó nên lại phát trọng nguyện. Bồ Tát ở Ta Bà thế giới trong cõi Diêm Phù Đề dùng trăm vạn ức phương tiện để giáo hóa. Lược giảng, Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: Bồ Tát Địa Tạng từ bao kiếp lâu xa cho đến nay độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Bồ Tát Địa Tạng đã từng độ thoát rất nhiều chúng sanh trong lục đạo, song cho đến nay hạnh nguyện của Bồ Tát vẫn chưa được hoàn tất trọn vẹn. Bồ Tát từ bi thương xót những chúng sanh tội khổ ở đời này, trong cõi Ta Bà thế giới lại quán thấy vô lượng kiếp về sau, nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt. Nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt nghĩa là liên miên bất tận, dây dưa như loài cỏ dại, cứ sống dai dẳng năm này qua năm khác, mà mỗi năm mọc mỗi cao hơn, tùm hơn. Đây là tiêu biểu cho nghiệp lực của chúng ta, mỗi đời tích lũy, mỗi nhiều thêm, nặng nề hơn, chẳng khác nào cỏ dại, cứ lây dây chẳng dứt. Vì lẽ đó nên lại phát trọng nguyện. Đức Phật dạy tiếp, chính vì thế mà Bồ Tát Địa Tạng lại lập thệ nguyện trọng đại. Bồ Tát ở Ta Bà thế giới trong cõi Diêm Phù Đề dùng trăm ngàn vạn ức phương tiện để giáo hóa độ thoát tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta nói thêm về vấn đề nghiệp nhân cứ lấy dây chẳng dứt vừa đề cập ở trên. Nếu đời này chúng ta tạo một ít nghiệp
rồi đời sau lại tạo một ít nghiệp nữa. Và cứ như thế thì tội nghiệp tội của chúng ta càng ngày càng gia tăng, càng ngày càng chồng chất thêm lên, nghiệp tội như thế gọi là lây dây chẳng dứt. Nghiệp tội của chúng ta cứ mỗi ngày một thâm trọng thì đức hạnh của chúng ta sẽ càng ngày càng kém cỏi. Người thiếu đức hạnh hoặc không có đức hạnh thì không thể thành Phật được, và nếu nghiệp chướng nặng nề thì sẽ phải làm quỷ. Thế thì phải như thế nào mới được làm Phật? Muốn làm Phật thì chúng ta cần phải vạn đức viên dung, tất cả đức hạnh đều viên mãn tròn đầy. Vì sao phải làm quỷ? Vì ác nghiệp đầy rẫy, vì bị muôn vạn ác nghiệp răng mắc bủa vây cho nên phải làm quỷ. Có một số người do vô tri vô thức không hiểu biết nên mới nói rằng không có quỷ. Chứ thật ra, người nào mà nói như thế thì chẳng bằng ngay cả một đứa con nít. Bởi vì con nít nếu quý vị giảng giải cho chúng nghe về đạo lý này thì chúng đều tin tưởng lãnh hội. Những người không tin có quỷ thần thường nói hoàn toàn không có quỷ. Thế nhưng nếu không có quỷ thì cũng không có Phật. Làm quỷ hay làm Phật tất cả chỉ do ở một chữ chuyển. Chuyển được thì thành Phật, chuyển không được thì thành quỷ. Mà con người thì ở giữa mức chuyển được và chuyển không được đó. Do vậy nếu nghiệp chướng bình thường vừa phải thì làm người, nếu ác nghiệp sâu dày thì làm quỷ, đây là điều không có gì phải nghi ngờ nữa cả. Kinh văn: Này bốn ông thiên vương, Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp kẻ sát sanh thì dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy rõ quả báo làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác thì dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Lược giảng, Đức Phật dạy tiếp: Này bốn ông thiên vương, Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp kẻ sát sanh thì dạy rõ quả báo. Khi gặp những kẻ có tánh hiếu sát thường hay giết hại sinh vật, Bồ Tát Địa Tạng liền nói cho họ biết về quả báo của sự sát sanh. Quả báo ấy như thế nào? Đó là họ sẽ vì ương lụy đời trước mà phải chết yểu. Nếu đời này quý vị thích sát sanh thì đời sau quý vị sẽ phải chịu rất nhiều bệnh tật đau đớn, chẳng những ốm đau khổ sở mà còn bị chết sớm, thọ mạng ngắn ngủi nữa. Vì sao thọ mạng ngắn ngủi? Đó là vì đời trước đã chót phạm tội sát sanh, quý vị tước đoạt mạng sống của người khác khiến họ không được sống lâu hơn, cho nên tánh mạng của chính quý vị rồi cũng không được lâu dài, quý vị phải nhận lãnh quả báo đoàn mệnh chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở. Thế nào gọi là trộm? Lấy đồ đạc của kẻ khác một cách lén lút, chẳng để cho ai trông thấy, tức là trộm. Thế nào gọi là cắp? Như người ta vốn không có ý muốn cho quý vị món đồ đó, nhưng quý vị thừa lúc họ không chú ý bèn đoạt lấy, đó là cắp. Nếu những kẻ thường hay ăn cắp, ăn trộm đồ đạc của người khác, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ nói gì? Ngài sẽ giảng cho họ nghe về quả báo bần cùng khổ sở. Bây giờ, anh ăn trộm tiền bạc của người ta, khiến cho người ta bị lâm vào cảnh túng thiếu, thì đời sau chính bản thân anh cũng sẽ bị nghèo nàn cơ cực. Quý vị thử nhìn xem, trên thế gian này có biết bao người nghèo khổ, thiếu trước hụt sau, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đó chẳng qua là quả báo do đời trước họ đã phạm tội trộm cướp mà ra. Bởi trước kia đã trộm cắp đồ đạc hoặc cướp đoạt tiền bạc của người khác, cho nên đời này họ phải sống trong sự bần cùng nghèo khổ. Càng trộm càng nghèo, càng sợ không có thì lại càng không có. Như vậy, đối với hạng người đầu trộm đuôi cướp này, Địa Tạng Vương Bồ Tát giảng về quả báo bần cùng khổ sở. Bần cùng túng thiếu là khổ sở nhất.